có thể bên em. Bàn tay em luôn tạo nên cảm giác ấm áp ngọt ngào. Đừng khóc, đã có anh cạnh bên, anh chẳng bao giờ quên. Khoảnh khắc trở lại bên đây. Chúng ta hãy hứa không bao giờ đánh rơi lần nữa những yêu thương. Người mà em
Hãy cho anh thời gian nhé, để mai sau cùng chung bước. Hãy để những